Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 3841 yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xét nghiệm toàn dân trước ngày 18 tháng 9 để bóc tách F0, phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quán triệt nghiêm túc, đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch theo phương châm lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ theo đúng quy định tại công điện số 1099 và công điện số 1102 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố và Ủy ban Nhân dân quận huyện triển khai ngay trạm y tế lưu động, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc thực hiện xét nghiệm toàn dân trước ngày 18 tháng 9 để bóc tách F0, phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời thực hiện tiêm vaccine ngay khi được phân bổ, tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định.